Đấy cái là để ngoáy tương. Đây là gia đình nhà bác Thọ này, bên Ba Lan này. Và gia đình nhà anh Dế này ở Vạn Phúc này cùng đến thăm làng Đường Lâm. Đây là nhà của bác Thể nhá. Đặc sản bánh trà lam, tương bần, kẹo dồi, kẹo vừng. Đây tương tương Đường Lâm. Tương Đường Lâm nhà bác Thể. Tương là gia truyền. Đây là chum đây này. Đây là bà chủ đây. Đây là chum tương đây này. Chum ngâm tương đây này. Đó. Tương này thì được làm từ đỗ tương, đỗ xanh, rồi gạo nếp, đấy rồi sau đó muối và ủ chua lên, ủ chua lên, đấy ủ chua thì phải ủ bằng chum sành thì mới ngon. Đấy. Đây là các cháu nhà anh Thọ. Chị lớn là anh thứ hai, em thứ ba. Đấy, nhà bác Thể này. Bà ơi, nhà mình là từ năm bao nhiêu rồi bà nhỉ? Nhà cổ 400 năm. 400 năm ạ. Nhà cổ bảy gian lớn nhất ở đây. Nhà cổ bảy gian lớn nhất đây, 400 năm. Vừa là dài, vừa rộng lòng. Vâng. Vào trong nhà, tham qua trong nhà. Bình thường thì nhà cổ của Việt Nam là chỉ có 5 gian thôi là nhiều rồi. Nhà nào giàu lắm là 5 gian thôi. Còn đây nhà cụ thể là 7 gian thì rất là giàu đấy. Ngày xưa là chỉ có 3 gian 2 trái là đã là khá lắm rồi. Đây lại còn 7 gian. Vâng, con chào ông. Đấy, giới thiệu các cháu là căn này được xây dựng cách đây 400 năm rồi. Vâng. Từ thời Hậu Lê. 400 năm. Vâng, vâng, vâng. Phải tham quan một vòng đó bà. Căn nhà này là được xếp hạng cách đây là 17 năm rồi. Đã được xếp hạng di tích cách đây 17 năm. Đây là, đây giới thiệu các con nhá. Đây là cái cốt để, cái cối để xay lúa nhá. Đây là cái cối xay lúa, kia là cối, à, cối xay lúa này, cối xay gạo này, cối giã gạo đây, đấy, cối giã gạo đây, cối giã gạo, thế còn đây là cối xay lúa, còn đây là cối xay đỗ, đây ngày xưa cối xay lúa này, cối xay bột xay đỗ đây, xay nó chắc quả chấu ra, gọi là gạo lật đấy, xong cho cối giã nó trắng ra tan được. Tức là một cối gạo là có thể hai người một buổi sáng mà mình liên tục đấy chứ không có nông trắng được. Thảo vẫn đang quả quay cái này. Đấy. Thảo vào xay lúa thử xem nó có làm được bác nông dân không, cô nông dân không. Đoàn này là vừa Hà Đông vừa Ba Lan ông ạ. Vâng. Đây hai anh chị đấy, các cháu là ở Ba Lan còn cháu ở Hà Đông. Đấy, cho chị Tiên xay thử đi để xem chị Tiên có làm cô nông dân được không. Ông ra đi, ông ra đừng bắt con gà. Đấy là cái cối giã gạo. Tiên xay đi, thì Tiên xay đi. Đấy, đẩy cái này ra đây, đẩy đây. Đấy, rồi xay đi. Đấy, thành cô nông dân đến nơi rồi. Anh Dế lui ra. Đấy, anh Dế lui ra, ba đang chụp ảnh cho em Tiên. Đấy, sắp thành bằng cô nông dân được rồi. Ong thì là cô nông dân chính hiệu rồi. Đấy là để xay lúa nhá. Có cả ngô nhá. Đó. Con là ngô.
xay nhau, xay lúa, xay ngô. Chứng tỏ là nghề nông cũng là một nghề mà rất thu hút. Đây này, mái nhà cổ ngói mũi hài này. Đấy. Trên là có khói rơm này. Đốt rơm là bốc khói lên trên kia. Đây ngói mũi hài nhá, ngói cổ. Nhà 400 năm. Ông lại tiếp tục làm cô nông dân. Rồi xong ông cho anh dế xay một tí là làm anh nông dân nhá. Rồi ông cho anh dế vào xay tí. Đó, anh dế xay lúa đi. Cúi cái lưng xuống. Đừng cho tay con bẩn. Rồi, thôi rồi. Nha, mọi người làm thử một tí thôi. Đấy, cả một sân đầy chum tương. Đấy, mời các cô vào trong này uống nước. Thăm nhà, bên trong nhà còn rất nhiều thứ hay để có thể nghiên cứu. Đấy, ngôi nhà cổ 400 năm ở làng Đường Lâm, nhà Bắc Thể. Nhà ông là theo đạo Thiên Chúa. À. 200 năm nay rồi. À. Đây ngồi đây ngồi đây ông. Đây nhà uống nước. Vâng ạ. À. Đây là ban thờ con dê mà đúng không? Đây là thờ lên. Đấy cũng phải chỉ tay nó mặc cái ngửa lên luôn này. Yeah.